Tin mừng theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu nói: Ai nghe anh em là nghe Thầy, và ai khước từ anh em là khước từ Thầy. Chúa đang nói. Sinh thời, Thánh Geronimo đam mê tìm đọc các tác phẩm của nhà văn Cicero mà không lưu tâm đến việc tìm kiếm Chúa. Một hôm, Geronimo mơ thấy Chúa hỏi: Geronimo, con là ai vậy? Thánh nhân trả lời: Con là con của Chúa. Con là người có đạo. Chúa nói: Con nói dối. Con là con của Cicero mới đúng. Vì kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Từ đó, thánh nhân chuyên tâm tìm hiểu thánh kinh để giúp mọi người đón nhận lời Chúa. Ngài khẳng định: Ai không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô. Chúa đang nói với chúng ta mỗi ngày khi chúng ta đọc và nghe lời Chúa. Chúa đang nói với chúng ta qua những người có trách nhiệm giảng dạy lời Chúa. Chúa đang nói với chúng ta qua những anh chị em mà chúng ta gặp mỗi ngày. Chúa đang nói với chúng ta qua giáo hội, vì Đức Kitô là đầu của giáo hội. Chúng ta có nghe lời Chúa nói. Lạy Chúa, Thánh Geronimo đã biết lắng nghe lời Chúa bằng niềm hăng say nghiên cứu thánh kinh. Xin cho chúng con luôn chuyên chăm học hỏi thánh kinh để nhận ra và thực thi điều Chúa đang nói với chúng con trong cuộc đời.